hôm nay chúng ta sẽ cùng cho những bé nhện có màu vàng ăn. Thì đầu tiên, ở đây mình có dòng OBT, đó là Orange Baboon, hay còn có tên khoa học là gì, Murinus, mình không nhớ chính xác. Đây, mình có hai bé size slim, size rất là nhỏ, chắc là sẽ để lên đây cho mọi người nhìn nó rõ. Ok. Mồi thì chúng ta sẽ dùng dán Red Runner. Đây, dán mình sẽ cho ra đây. Con OBC này nó trốn ở dưới hang và nó răng khá là nhiều tơ xung quanh nên là nó cảm nhận mồi cũng khá tốt. Ui, nó chui lên từ một góc mà mình không tưởng tượng ra. Mình nghĩ hang nó ở đây và nó lại chui lên từ cái lỗ này. Ok, và sau khi bắt được con mồi thì nó đã chui vào hang rồi, giờ chúng ta không nhìn nó đâu cả. Mình thử soi đèn xem có thấy không. À đây, vẫn thấy chân của em nó. Mọi người có thấy cái màu vàng không? Đấy là bụng của con gián. Rồi ok, chúng ta sẽ chuyển sang em tiếp theo. Đây, bên này thì có vẻ răng tơ nhiều hơn một chút. Bên này đang nằm ở đâu nhỉ? Đây, đây, đây. Ok, vậy em dán tiếp theo. Nhện đã bắt đầu di chuyển. Mắt của nhện nó khá là kém nên là nó sẽ cảm nhận bằng những chuyển động ở trên tơ. Đó, nó đã... Sau khi mà dán chuyển động thì nó đã tìm được đúng vị trí để nó ra nó vồ. Mọi người có thể thấy bên nó đang lôi con mồi vào trong hang. Rồi chúng ta sẽ đến với em tiếp theo. Hai đứa đã ăn. Tiếp đến sẽ là chính bé ở trong hộp này luôn. Đây cũng vẫn là OBT thôi nhưng mà nó to hơn. Mình chỉ có 4 em size như này. Đây chắc khoảng size 5 đến 6cm. Bọn này răng tơ khá là nhiều nên không biết mình có mở được hẳn nắp hộp ra không. Mình sẽ cố gắng. Vì OBT là cái loài khá là hung dữ. Nó sẽ chạy nhanh với cả dọa cắn bất cứ lúc nào. Chắc là mình không mở được hẳn rồi. Mình sẽ chỉ nhích ra một chút như này thôi. Ok, chắc là mọi người cũng nhìn rõ rồi đúng không? Đây, nó nằm đây. Đây, bây giờ mới rõ này. Mồi mà mình dùng sẽ là Superworm. Là một bé sâu rồng. Sâu mà người ta bán cho cá rồng ăn này. Đây. 3, 2, 1. Mặc dù bụng rất béo rồi nhưng mà nó vẫn cố để ăn tiếp. Các bạn thấy bụng nó đã to hơn đầu khá nhiều rồi. Đây sẽ là bữa ăn cuối cùng trước khi mà nó lột xác. Chắc chắn là như vậy. Vì dòng này là dòng lớn nhanh. Rồi ok. Đến lượt bên này. Bên này cũng răng tơ y hệt như vậy luôn. Và đây cũng là một em mà có cái bụng khổng lồ, thế nên mình sẽ phải cân nhắc về việc là có cho em nó ăn sâu to hay không. Cái kích thước bụng như này thì có thể em nó đang trong giai đoạn pre-mode rồi, nên là mình sẽ thử thôi, chứ cũng chưa chắc là em nó sẽ ăn đâu. Nó có sâu nhỏ thế nhá. Oh, vẫn ăn. Đây đúng là dòng hàu ăn nhất mà, hàu ăn và lớn nhanh nhất, màu sắc rất đẹp luôn.
Dòng này chỉ cần lên khoảng size 4-5cm là đã được màu như này rồi, tức là màu như size trưởng thành luôn. Từ giờ đến khi nó lớn hẳn, màu nó cũng như thế thôi. Ok, tiếp theo vẫn sẽ là Orange Baboon. Nhưng mà em này thì răng tơ ít, thế nên là chúng ta có thể mở hẳn ra và chiêm ngưỡng. Đây. Mọi người có thể thấy đây là một cái chân của cái xác lột cũ của nó, mình chưa vứt hết. Đây. Em này thì chắc chắn là sẽ ăn nhiều rồi. Thế có lẽ mình sẽ cho một dế. Mình sẽ bắt một con dế to cho nó. Ok. 3 2 1 Cực kỳ chiến. Màu của em này là thứ mà rất nhiều newbie muốn sở hữu ngay từ lần đầu nuôi. Nhưng mà thực sự thì mình khuyên mọi người là dòng này nó có độc mạnh, chạy khá là nhanh, thế nên cũng không phù hợp với newbie lắm. Mặc dù là nó rất dễ nuôi, bọn này thì có thể sống ở môi trường ẩm thấp hoặc ẩm cao đều thoải mái. Nhìn gần hơn một chút nhé. Rồi, đến em OVT cuối cùng. Bốn em này thì mình đã nuôi được khoảng 1 năm, chắc là gần 1 năm gì đấy. Lớn khá nhanh, từ size 1cm giờ đã lên khoảng 6-7. Đấy là mình còn cho ăn không nhiều đâu. Còn nếu mình cho ăn nhiều thì chắc giờ nó còn lớn nữa rồi. Tất cả những bé này đều cùng một mẹ, từ một em mà năm ngoái mình cho giao phối và sinh sản. Còn em này cũng răng tơ dính lên nắp rồi, mình không xé hết đi được. Chúng ta không nên xé hết tơ của nhện đi khi mỗi khi mà cho ăn hay là xịt ẩm, tại vì nhện nó sẽ phải mất công để nó xây lại cái tơ đấy, cũng có thể dẫn đến stress nếu mà nó không thoải mái với việc đấy lắm. Nên là mình sẽ cố gắng để không phá tơ của nó khi mà mình cho ăn. Em này thì mình sẽ cho ăn một sâu superworm. Đây. 3 2 1 Bam. Chúng ta có thể quan sát gần hơn. Được rồi, chúng ta sẽ đến với em tiếp theo nhé. Tiếp theo thì sẽ không phải OBT nữa. Chúng ta sẽ đến với một bé mà mình đã làm cả một video để giới thiệu về dòng này rồi. Đó là Chaco Golden Knee, nhện gối vàng. Em này là nhện New World và rất thích hợp với những người mới chơi, rất là dễ nuôi. Mình sẽ cho ăn một dế nhé. Mình sẽ cho ăn trước vào những con có cánh này. 1, 2, 3. Thằng chó, mày lừa bố mày. Lại lần nữa này. 1, 2, 3. Xong. Nhanh gọn. Và mình cũng nuôi được khoảng chắc là hơn 2 năm. Mình cũng nuôi từ sling lên. Cái này giới tính cái và sắp tới cũng phải đổi hộp mới thôi. Hộp này khá bé rồi. Chúng ta sẽ đợi một chút xem là em nó có happy dance không. Một điệu nhảy vui vẻ. Điệu nhảy vui vẻ đấy là khi nhện nó bắt được mồi và nó sẽ xoay vòng và mông nó thì sẽ răng tơ xuống nền. Còn những chân trước và răng của nó thì quạc mồi. Có lẽ là không được rồi, mình thấy em này không muốn happy dance cho lắm. Đây rồi. Nhảy đi. Đúng rồi. Mọi người có thể để ý phần mông của nó. Nó sẽ dí mông xuống nền để nó răng tơ, còn chân nó sẽ kiễng lên và nó sẽ dần dần nó xoay. Đấy, tơ nó này. Thôi đợi lâu quá, chúng ta sẽ đổi nốt sang em cuối cùng. Ok, chúc ngon miệng. Rồi, đến em cuối cùng, đó là Mexican Golden Red Rum. Đây cũng là một bé female. Mình cũng nuôi từ sling lên chắc được khoảng gần 3 năm rồi. Lớn khá chậm, nhưng thế là ở góc hộp nó có một miếng mốc. Mình sẽ bỏ miếng mốc rồi đi. Chắc là từ lần trước
nó ăn xong nó còn để lại thức ăn thừa, và nó kết hợp với ẩm của mình cấp ẩm cho tanh sẽ lên mốc. Những cái đấy thì chúng ta không cần quá lo, nếu mà chúng ta phát hiện sớm thì chỉ cần gấp đi là xong. Còn nếu mà mốc nó đã lan ra nhiều quá rồi thì lúc đấy chúng ta mới cần phải thay nền khác. Golden Red Rum cũng là một dòng rất đẹp, nó giống Red Rum nhưng mà cái mai, các bạn nhìn thấy cái mai nó có một màu khác, màu vàng. Rồi vào bé này mình sẽ cho ăn một sâu rồng. Ok, 3, 2, 1. Xong luôn. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Ok, và mình sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem. Và mong là mọi người sẽ like nếu mà mọi người thích video, và subscribe để theo dõi những video tiếp theo.